Chương 3. Nước Việt Nam ra đời. Lịch sử của chúng tôi bao giờ cũng chỉ biết đấu tranh. Đấu tranh chống quân xâm lược nước ngoài hầu như lúc nào cũng mạnh hơn chúng tôi. Đấu tranh chống chọi với thiên nhiên. Vì không đi đâu được nữa, chúng tôi đã tự tạo cho mình một hệ thống thần kinh cực kỳ ổn định. Chúng tôi không bao giờ hoảng sợ. Mỗi khi có tình thế mới chợt đến, nhân dân lại tuyên bố, kìa, mọi chuyện lại bắt đầu. Phạm Văn Đồng. Đặc điểm hình thể nước Việt Nam là những dãy núi cao rừng rậm khó vượt qua, chiếm giữ biên giới phía Tây. Ở phía Bắc cũng núi cao rừng rậm, bao quanh lấy châu thổ sông Hồng, để tạo thành biên giới với Trung Quốc và Lào. Ở giữa những dãy núi ấy uốn cong về phía Đông, sườn núi kéo ra tận biển ở nhiều nơi. Cuối cùng chúng vòng về phía Tây và thấp dần xuống phía Nam, vẽ nên đường biên giới Campuchia. Dọc theo chiều dài biên giới, rất nhiều động vật hoang dã sống dài đặc trên những ngọn đồi nóng và ẩm. Có tán lá cây dày che khuất ánh sáng, nào hổ, nào voi, nào báo, nào gấu và cả muỗi rừng mang vi trùng sốt rét. Chính những chướng ngại núi non ấy ở giữa đã ngăn cách con người miền Bắc và miền Nam không gần gũi nhau được. Con sông Hồng bắt nguồn từ Trung Hoa. Nó chảy qua 1300 km trước khi đổ ra vịnh Bắc Bộ, Hà Nội ở hai bên bờ sông, Hải Phòng là bến cảng ở cửa sông. Lưu lượng nước sông đổ ra biển khoảng 4.000 mét khối nước trong một giây. Đến mùa mưa, khối lượng tăng lên 40 lần. Hai bên bờ sông có đê cao, nên trước có những chỗ cao hơn Hà Nội vài ba chục cm. Hàng năm, đê thường bị vỡ và dẫn đến lũ lụt khủng khiếp, kèm theo đói kém mất mùa từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Ở phía Nam Biển Đông là một vịnh rộng nhưng không sâu ở giữa những dãy núi. Trải qua hàng thế kỷ, phù sa sông Mekong bắt nguồn từ Tây Tạng, trải dài 4.500 km, lấp dần vịnh, tạo nên một vùng châu thổ rộng lớn và màu mỡ với những dòng kênh cắt ngang, có khả năng cho thuyền bè đi lại trên 4.800 km. Hiện nay đất liền vẫn lấn ra biển mỗi năm 50 mét. Theo dòng chảy, sông Mekong vẽ nên biên giới Thái Lan và Lào, chảy qua Campuchia rồi chia thành hai nhánh chính và nhiều nhánh phụ vào một hồ lớn ở Campuchia và tràn vào đất Việt Nam. Sông Mekong thì ít nguy hiểm hơn sông Hồng, hiếm thấy lụt lội và đói rét ở miền Nam. Trải dài theo sườn đông của châu Á, khí hậu Việt Nam chịu ảnh hưởng của gió mùa, gió đầy mây, mang đến theo mưa bão tàn phá dọc ven biển. Về mùa hè, khí hậu miền Bắc và miền Nam gần giống nhau. Nhiệt độ trung bình ở Hà Nội là 30 độ C, ở Sài Gòn là 32 độ C. Nhưng mùa đông, nhiệt độ trung bình ở Hà Nội là 16 độ C, trong khi ở Sài Gòn là 27 độ C. Trên những vùng cao, ở miền Bắc hiếm khi có tuyết. Mùa khô hoàn toàn không có tuyết, ngay cả sườn núi Phan Xipang, đỉnh cao nhất của Việt Nam. Trong những tháng mưa của mùa hè, lượng mưa trung bình ở Sài Gòn và Hà Nội là 178mm, gần gấp 3 lần lượng mưa hàng năm ở Paris và gấp 2 lần ở New York. Trước khi người Việt giành độc lập, hệ thống xã hội thuộc chế độ phong kiến phương Bắc, những quan thái thú và con cháu họ thu tóm quyền lực toàn bộ trên các lĩnh vực tôn giáo, quân sự và hành chính. Họ chiếm giữ ruộng đất và biến nông dân thành nông nô của họ. Đứng đầu thiên triều là một vị vua, người đã chiến thắng tất cả các đối thủ. Vua chia đất nước thành một vùng lãnh thổ quân sự, có các quan thái thú đứng đầu, duy trì một chế độ bảo hộ rộng rãi của Trung Quốc mà không can dự vào phong tục địa phương. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân chống lại người Trung Quốc là cuộc nổi dậy của chị em Bà Trưng năm 39 sau Công Nguyên. Trưng Trắc là một phụ nữ quý tộc có chồng bị quân Trung Quốc giết vì âm mưu nổi loạn. Em là Trưng Nhị, dẫn đầu nhiều lãnh chúa và quân của họ tấn công quân Trung Quốc. Sau khi đánh dẹp được quân Trung Quốc, hai chị em cưỡi voi dẫn đầu đoàn người Việt Nam gieo hò, tuyên bố làm vua nước Việt Nam độc lập. Nhưng vương quốc của hai bà chỉ tồn tại 3 năm. Vua nhà Hán đã phái một đội quân đi lập lại trật tự cho Trung Quốc. Hai bà đã nhảy xuống một dòng sông ở Hà Nội để tự tử. Ở đó còn đền thờ để ghi nhớ công ơn hai bà. Đầu thế kỷ thứ 10, trận thất bại năm 1938 đã kết liễu nền đô hộ của Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam đã chọn năm đó là năm mở đầu nền độc lập của mình. Nhưng chủ quyền của Việt Nam phải trả giá bằng máu. Quân Trung Quốc quay trở lại năm 1057. Phải 4 năm chiến đấu oanh liệt mới đẩy lùi được bọn chúng. Năm 1257, một đạo quân Mông Cổ tiến vào Hà Nội, nhưng cũng phải rút quân. Một đạo quân khác đánh chiếm châu thổ sông Hồng năm 1284 và 3 năm tiếp theo lại một đạo quân nữa. Nhưng tất cả quân Nguyên Mông xâm lược đều bị quân đội Việt Nam đánh bại.
Đến thế kỷ 20, Võ Nguyên Giáp viết, sự kết hợp giữa bộ đội chủ lực và các lực lượng địa phương bắt nguồn từ chiến lược hai mặt trận phía trước và phía sau cùng tấn công quân địch của cha ông ta để lại. Thọ binh là quân chủ lực, thượng binh là các đội quân chủ làng xã do các lãnh chúa phong kiến tổ chức. Để duy trì chế độ phong kiến là một nội dung cơ bản để thực hiện các trận tiến công của quân đội Việt Nam với quân Pháp và quân Mỹ. Tướng chỉ huy cuộc nổi dậy trong các thời kỳ Trung cổ khó khăn trên là Trần Hưng Đạo, ngày nay được tôn thờ như một trong những vị anh hùng kiệt xuất của lịch sử Việt Nam. Giáp viết, đó là một vị anh hùng dân tộc đã dạy bảo vệ sự thống nhất của dân tộc, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Đó là một sự thật xúc động, nhưng rất gần gũi trong cuộc sống và đấu tranh của đất nước. Và những cuộc đấu tranh yêu nước đã từ lâu là những cuộc nổi dậy của nhân dân, những cuộc đấu tranh của nhân dân. Năm 1407, quân Trung Quốc đời nhà Minh xâm lược Việt Nam một lần nữa. Những ông chủ mới ra sức khai thác đến cạn kiệt các nguồn lợi của đất nước, lại định ra những phép tắc khắc nghiệt để hòng phá hoại tinh thần dân tộc Việt Nam. Giấy căn cước được cấp phát cho mọi công dân để tăng cường kiểm soát. Các trường học chỉ có thể dạy tiếng Trung Hoa. Việc thờ cúng tổ tiên bị bãi bỏ. Những nhà văn không được viết sách. Phần lớn các tác phẩm bị thu về Trung Quốc hoặc bị đốt. Phụ nữ phải ăn mặc như trang phục phụ nữ Trung Quốc và đàn ông phải để tóc dài. Đúng là các phép tắc trên đã tỏ ra không có tác dụng và còn tăng thêm các khuynh hướng dân tộc. Cuối cùng thì quân Minh cũng phải rút lui về, để lại trong nhân dân Việt Nam một mối căm thù trong thời gian dài. Nhưng hòa bình, như đã chứng minh trong các thời kỳ, chỉ là một khoảng cách giữa hai cuộc chiến tranh. Đất nước phải chịu đựng những thời kỳ xung đột nội bộ của thủ lĩnh các bộ lạc chống đối nhau. Thời cơ thuận lợi, các thủ lĩnh thành lập nên những triều đại trên cả hai vùng châu Thổ và miền Trung nối liền Nam Bắc. Đến thế kỷ 17, các nước châu Âu bắt đầu bành trướng chủ nghĩa thực dân. Đông Nam châu Á là vùng đất rất thèm khát của chủ nghĩa đế quốc, nhưng lại khó khăn trong việc buôn bán với Việt Nam, vì ở đó đang tồn tại ba họ tộc, Tây Sơn, Trịnh và Nguyễn. Tất cả ba đều muốn có vũ khí hiện đại để đánh bại lẫn nhau và đều muốn buôn bán với châu Âu. Họ đã cho phép những người truyền đạo kèm theo các nhà buôn. Năm 1672, các cuộc chiến tranh nội bộ tạm chấm dứt, tình thế đã thay đổi. Những quan hệ với phương Tây bị kịch liệt phản đối. Một chi nhánh của Hà Lan thành lập năm 1637 ở Hà Nội, đến năm 1700 bị đóng cửa. Người Anh đến năm 1762 phải cuốn gói sau 25 năm. Chi nhánh của người Pháp mở ra năm 1680 cũng cùng chung số phận. Sau năm 1700, chỉ có người Bồ Đào Nha là có thể đứng chân ở một điểm. Về phía mình, các quan lại thấy quyền lực bị vi phạm vì sự truyền bá đạo Cơ Đốc, bắt đầu diễn các tu sĩ và con chiên Việt Nam, lúc bấy giờ có khoảng 10% dân số, trong khoảng 400 năm. Ảnh hưởng của người ngoại quốc đối với Việt Nam là rất hạn chế. Đối với Võ Nguyên Giáp, nước Việt Nam là một trong những cái nôi của nhân loại. Các dân tộc Việt Nam có tiếng nói riêng, họ đã tổ chức được một nền kinh tế theo hệ thống chính trị xã hội, tạo lập được những phong tục đạo đức và văn hóa, và phát triển như một ý thức hệ dân tộc. Một điều chắc chắn là nhân dân Việt Nam đặc biệt đoàn kết thống nhất, vì hai lý do cơ bản. Phần lớn đất nước có đến hàng triệu gia đình đã tiến hóa qua các thế kỷ và đã biết di dân. Ở Việt Nam chỉ có vài trăm dòng họ kết hợp với những dân tộc khác nhau như kiểu họ Ngô và họ Nguyễn. Con người luôn là thành viên của một đại gia đình thuộc cùng một dòng họ. Mặt khác, những truyền thống đạo Nho đã đưa vào đây 2.500 năm. Thái độ với quan chức và sự chia sẻ trách nhiệm cùng theo một mẫu mực giống nhau. Quyền hành thuộc về người đứng đầu bộ lạc. Ông ta giao quyền cho các quan chức. Các quan giao quyền cho hội đồng làng xã và hội đồng truyền đạt đến gia đình. Đạo đức của mọi người là bắt buộc phải tuân theo quyền hành của người chủ gia đình. Đất nước có đến hàng triệu làng xã. Một số làng gồm nhiều xóm. Hội đồng làng xã gồm những công dân quan trọng nhất như là các địa chủ và quan lại người hưu, chỉ giải quyết những công việc xảy ra ở địa phương, xử lý tội phạm, thành lập sổ thuế và thu thuế, và các công việc lao động công ích. Hầu như làng nào cũng có quỹ hội tự cấp mà người dân đóng góp để thanh toán các chi phí tang ma. Cũng có những hội bách nghệ, thợ rèn, thợ mộc, thợ nề, lập nên những quy tắc nghề nghiệp, cũng như hội Phật tử của phụ nữ già cả tuổi quá 50 hoặc những phụ nữ hóa chồng 40 tuổi. Mỗi làng còn có một tổ chức nghĩa hương giúp đỡ các gia đình cô đơn, nghèo túng ở châu Thổ sông Hồng. Nông dân trồng trọt tạo thành một quỹ dự phòng. Số dôi ra được bán đi, tiền lãi cứu tế người nghèo.
mùa màng thất bát, gạo được phân phát đồng đều cho người dân làng. Cũng có những hội chơi như là trọi gà, đánh cá. Làng xã là một thực tế tồn tại về tổ chức xã hội và kinh tế. Gia đình là đơn vị quan trọng, đơn vị hành chính cơ bản. Chính gia đình chứ không phải là cá nhân đóng thuế. Chính gia đình chứ không phải thành viên trong gia đình là đối tượng thống kê. Họ là một nhóm người cùng lao động tạo thành một đơn vị kinh tế, một bếp, một đèn. Là nơi thờ cúng tổ tiên. Là nơi phân xử mọi tranh chấp. Họ tôn trọng lệ làng. Luật lệ quốc gia hiếm thấy được đi vào cuộc sống. Một vài trường hợp luật lệ cũng phụ thuộc vào tình hiếu thảo trong gia đình. Khi cha mẹ già yêu cầu có mặt con ở nhà, thì một người con bị giam giữ cũng có thể được trả tự do. Về phương diện lịch sử, người Việt Nam biết tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Hệ thống xã hội của họ dựa trên cơ sở đạo đức, chứ không phải là tôn giáo. Họ ưa chuộng công bằng trong xử thế. Họ cố gắng phấn đấu cho hạnh phúc trên trần thế, mà không quan tâm mơ tưởng ở thiên đường cao xa. Họ không phải hoàn toàn là tín đồ của Phật Pháp, Nho giáo hoặc là Đạo giáo. Họ đã thực hiện những nguyên tắc chung của cả ba tôn giáo. Lòng tin ở tính thiện của con người, tin ở sự giải thoát của chính mình nhờ tự biết mình và nhờ sự tìm kiếm hài hòa trong bản thân mình để đạt được. Ba con đường đều dẫn đến một mục đích. Không có mệnh lệnh của giáo hội, không có giáo sĩ. Họ tôn thờ trí tuệ của tổ tiên theo những tục lệ do già làng điều khiển. Ở vùng nông thôn, người ta chôn người chết bên bờ ruộng để cho linh hồn của người chết hòa nhập vào cơ thể muôn đời con cháu mai sau qua hạt gạo củ khoai. Đối với chùa chiền miếu mạo, mỗi làng thường có một đình thờ thần hoành làng, đồng thời là nơi trung tâm sinh hoạt của nhân dân. Cũng có phong tục thì còn bí ẩn. Người Việt Nam quan niệm rằng trong xã hội có những phần tử chống đối, cần phải tránh xa còn hơn là kiểm soát chúng. Khi một tổ chức không còn lý do để tồn tại công khai thì phải rút vào bí mật. Hoạt động bí mật không những cần thiết cho tổ chức mà cả đối với hội viên, ít ai biết được ban lãnh đạo hội. Người Việt Nam thường dùng nhiều tên gọi trong cả đời mình, khai sinh có 3 tên. Tên thứ nhất là họ, ví dụ Nguyễn, tên thứ hai chỉ giới của con người, Văn có nghĩa là đàn ông. Ba là một phụ nữ đã có chồng, cô là phụ nữ chưa chồng. Tên thứ hai là tên chính thức của mỗi cá nhân, Yên, Đồng, Giáp, Thục. Một phụ nữ có thể đổi tên khi cưới chồng, có người vẫn dùng tên cũ. Vì có sự dễ dãi về tên họ như vậy, cho nên có những người giấu tên và do đó có khi còn lẫn lộn về họ tên. Hồ Chí Minh có không ít hơn 23 bí danh là một trường hợp đặc biệt. Vì vậy, hàng chục năm trong cuộc đời của người vẫn còn bí ẩn. Bí ẩn và bí mật càng được kính trọng hơn. Quyền lực khó đạt được nhưng dễ mất đi. Tốt hơn hết là tránh xa những chuyện bí mật. Càng ít tìm tòi, càng có nhiều dịp thành công. Những người khác không cần phải biết rõ vị trí của mình. Không một câu chuyện nào thực sự chuẩn xác. Ở Việt Nam không ai ngăn cấm việc thay đổi lập trường miễn là phải có một thời hạn nhất định. Một con người nhiều mưu mẹo, giả dối, thích những hoạt động bí mật có khi lại được kính nể. Năm 1788, quân Trung Quốc định sang xâm lược nhân cơ hội một cuộc khủng hoảng nội bộ mới. Nhưng họ bị quân Tây Sơn đánh bại ở miền Bắc đất nước. Trong khi quân Tây Sơn đang phải chống chọi với quân Trung Quốc ở miền Bắc để bảo vệ nền độc lập của Việt Nam, thì ở miền Nam quân của chúa Nguyễn Ánh nhờ sự giúp đỡ của người Pháp đã kiểm soát được Sài Gòn và châu thổ sông Mekong Nam Bộ. Nhiều thủy thủ Pháp và nhân viên quản lý hành chính người Pháp đã được một cố đạo cố vấn hàng đầu của Nguyễn Ánh tuyển mộ. Nguyễn Ánh lên làm vua ở Huế năm 1802 gọi là vua Gia Long và thống nhất Bắc Trung Nam dưới cái tên cũ Việt Nam. Các vua đời sau trị vì đến năm 1954, đời vua cuối cùng là vua Bảo Đại. Đầu thế kỷ 19, người Pháp đang mải lo cuộc chiến tranh của Napoleon ở châu Âu. Trước năm 1885, họ vẫn chưa tìm được một thị trường cho nền kỹ nghệ phát triển của họ. Đến mùa hè năm đó, 2.500 quân Pháp dùng 14 tàu thủy nhỏ cập cảng Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam. Tất nhiên, một sự chống đối kịch liệt ngăn cản họ tiến sâu vào hơn nữa. Muốn cưỡng bức nhà vua chấp nhận một cơ sở mới của người Pháp ở Đà Nẵng, phải chiếm được thành phố Huế. Nhưng họ không dùng đường biển được. Không có tàu đáy phản để đi ngược dòng sông Hương, người Pháp đành dùng biện pháp phong tỏa. Các cơn bão nhiệt đới nhanh chóng tàn sát hàng loạt quân Pháp. Người nhiễm bệnh vượt qua số người bị thương trong chiến đấu. Đã đến lúc phải có phương án giải quyết. Tháng 2 năm 1860, họ để lại một đồn canh nhỏ, rồi lên tàu tiến về phía Nam chiếm Sài Gòn. Chưa đứng chân được một năm, họ lại phải buộc ra đi. Năm sau, họ mới trở lại thành phố.
Tháng 6 năm 1861, quân viện binh từ Trung Quốc giúp họ kiểm soát được 3 tỉnh lân cận. Chủ nghĩa bảo thủ truyền thống của vua quan cản trở việc đất nước sử dụng vũ khí hiện đại để chống lại quân xâm lược nước ngoài. Tháng 6 năm 1862 thua trận, nhà vua phải bỏ Sài Gòn và 3 tỉnh. Một năm sau, người Pháp đặt chế độ bảo hộ ở Campuchia và thành lập cái gọi là Liên bang Đông Dương. 4 năm sau, tất cả miền Nam Việt Nam gọi là Nam Kỳ thuộc về tay người Pháp, họ thiết lập chế độ thuộc địa ở đó. Tháng 4 năm 1882, Sài Gòn đưa một lực lượng quân sự ra Hà Nội. 16 tháng sau, một hiệp ước ký kết quy định quyền lực của người Pháp trên toàn bộ Việt Nam, Bắc Kỳ ở miền Bắc, Trung Kỳ ở miền Trung, đặt dưới quyền bảo hộ của Pháp. Trên giấy tờ, Việt Nam đã bị chiếm, nhưng phải 14 năm sau, người Pháp mới có thể kiểm soát toàn bộ đất nước. Năm 1893, họ chiếm nước Lào và bổ sung vào Liên bang Đông Dương. Họ chiếm Campuchia và Lào với danh nghĩa ngày xưa hai nước này chịu sự kiểm soát của Việt Nam. Chỉ thời Trung cổ xa xưa thì nước Lào mới bị vua Xiêm cai trị. Như vậy, người Pháp đã có một vương quốc ở phương Đông. Chương 4, thế kỷ thứ 20. Chúng tôi đánh thắng, không phải da chúng tôi bằng thép, xương chúng tôi bằng đồng, mà chính vì chúng tôi là những con người công bằng, trung thực, kiên nhẫn, mạnh mẽ, không chịu khuất phục và đầy lòng tự ái. Lê Duẩn. Quá trình xâm lược của bọn thực dân đã diễn ra không có gì khó khăn, vì dân thì cũng không đông lắm, 80% sống trong những làng mạc hẻo lánh, mà hầu như dân chưa bao giờ ra khỏi làng. Việc giao thông đi lại rất khó khăn, đường xá không được trải nhựa, thường không thể đi lại trong thời gian có gió mùa. Hơn nữa, ra ngoài đường để làm gì khi ở làng đã cung cấp đủ mọi thứ cần thiết trong cuộc sống? Quyền lực trung ương thì ở xa, còn làng thì tồn tại ngay trong bản thân mình. Sau khi đánh chiếm 3 thành phố lớn, bọn thực dân buộc dân chúng hàng tháng trời không được thay đổi gì, dù họ có muốn. Và khi dân chúng đã nhận biết, thì họ có thể làm gì được? Cuộc sống cứ trôi đi theo thể thức truyền thống, những cuộc nổi dậy chậm chạp và khó nhận thấy. Song đã có nhiều thay đổi. Ví dụ như hạt muối mọi người dùng phải đóng thuế, ai phản đối bị bắt giam. Kết quả là thiếu thốn và giá cả tăng gấp 10 lần thời kỳ tiền thuộc địa. Nông dân được khuyến khích trồng cây nha phiến để chế biến thuốc phiện. Quốc gia độc quyền bán cho người tiêu dùng Việt Nam và nước ngoài. Sau một thế hệ, bọn thực dân Pháp ở Nam Kỳ đã làm cho miền Nam giàu có thịnh vượng so với nền kinh tế nghèo nàn của Trung ương. Nhưng đến năm 1897, một quan toàn quyền mới làm thay đổi căn bản mọi thứ. Muốn biến Việt Nam thành một thị trường có kiểm soát để giao lưu hàng hóa Pháp và một nguồn cung cấp quý về gạo, than và cao su, Paul Dumé đã phớt lờ quy chế bảo hộ đối với Bắc Kỳ và Trung Kỳ, thiết lập quyền lực trực tiếp của người Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam, áp đặt nền chính trị lao động công ích, đường sắt, cảng, đường bộ, kênh đào, cầu cống và cải thiện một bước hạ tầng cơ sở của đất nước. Ông tuyển dụng hàng ngàn người Pháp để thực hiện quyền cai trị, trả công cho số công chức ít ỏi của Việt Nam, số tiền phụ cấp quá thấp so với người Pháp cùng làm một công việc. Trong 900 năm độc lập trước khi Pháp đô hộ, nền kinh tế Việt Nam hầu như dựa hẳn vào nông nghiệp. Cũng có những người thợ, người đánh cá và thợ mò, nhưng mà phần lớn nhân dân làm nghề nông cày lúa để nuôi sống gia đình. Việc trao đổi buôn bán trong nước cũng như ngoài nước là không đáng kể. Rõ ràng những ngành nghề là không cần thiết, vì phần lớn làng mạc và cả đất nước có thể sinh sống tự cấp tự túc trừ những lúc xảy ra đói kém. Giai cấp địa chủ không phát triển để có thể cạnh tranh quyền lực với vua quan. Khi người Pháp đưa vào cách khai thác các nguồn lợi của Việt Nam có thể làm xuất hiện một giai cấp nào đó, thì các vua quan hiểu rằng những cải cách kinh tế có thể đe dọa quyền lực của họ và họ quyết bám lấy trật tự cũ. Về phần mình, người Pháp không muốn làm đảo lộn xã hội vốn có, dù có phương án có thể được chấp nhận. Do đó, nền kinh tế ở nông thôn cứ giữ nguyên như vậy hàng thế kỷ mà không có thay đổi gì. Các nhà buôn muốn giữ giá nhân công bản xứ ngang mức nền kinh tế nông thôn, nhưng mà bán sản phẩm ngang mức kinh tế thành thị. Họ rất ít chịu kỹ nghệ hóa đất nước, trong khi hàng trăm người Việt Nam được đưa sang mẫu quốc để xuống dưới hầm lò. Và có đến hàng chục ngàn người trong đó đã đến làm việc ở nước Pháp trong chiến tranh thế giới. Từ khi người Pháp đến xâm chiếm Việt Nam, cuộc sống của phần lớn người Việt Nam càng khó khăn hơn. Trong nửa thế kỷ từ năm 1880 đến năm 1930, diện tích ruộng đất tăng gấp bội lần.
Vụ lúa thu hoạch hàng năm vượt qua 284.000 tấn đến 1 triệu tấn rưỡi, nhưng người nông dân được ăn gạo ít hơn, chưa kể đến rằng thức ăn thì chẳng có gì. Các công trình thủy lợi lớn chủ yếu ở châu thổ sông Mekong, nơi yêu cầu diện tích đất đai rộng lớn. Ruộng đất không được phân phối cho những địa chủ nhỏ hoặc bần cố nông. Cuối cùng thì ruộng đất lại vào tay những kẻ đầu cơ người Pháp, họ bán lại với giá cắt cổ cho người Pháp hoặc là người Việt Nam lắm tiền. Hậu quả là nông dân không có ruộng phải cày cấy thuê cho địa chủ Việt Nam. Những cố nông này phải trả cho địa chủ 6 phần 10 thu hoạch mùa màng. Họ không có khả năng nuôi gia đình, phải chịu lao động cật lực hơn để có được ít cơm vào bát và tăng thêm phần lợi cho chủ. Số nông dân có một ít ruộng cũng không khá hơn. Họ phải trả cho địa chủ 40% thu hoạch mùa màng. Và sau khi trả nợ cho bọn thương lái Trung Quốc và bọn Pháp bóc lột, họ chỉ còn lại 15% tiền đi chợ. Họ phải đi vay nợ thường xuyên, và khi họ không trả được nợ thì ruộng đất của họ lại bị chiếm mất. Do đó, số địa chủ nhỏ càng ngày càng thu hẹp lại. Đến cuối kỷ nguyên thuộc địa, số đại địa chủ ở Nam Kỳ khoảng 2,5% dân số, chiếm giữ hơn 45% ruộng đất. Khi người ta nghĩ rằng chế độ thuộc địa chỉ đem lại lợi ích duy nhất cho người Pháp, thì hận thù của lịch sử lại tập trung vào những chủ kinh doanh tư nhân người Pháp và một số ít địa chủ Việt Nam được lợi nhiều từ chế độ thuộc địa, không phải nhà nước Pháp, cũng không phải nhân dân Pháp được chia phần vào cái bánh ngọt ấy. Trong khi phần lớn nhập khẩu của Đông Dương, nghĩa là Việt Nam, Campuchia và Lào, từ năm 1920 đến năm 1939 đều từ Pháp sang, thì chế độ thuộc địa không bao giờ chịu tổ chức một thị trường quan trọng cho công nghiệp Pháp. Lý do đơn giản vì đông đảo nông dân quá nghèo, không thể tiêu thụ sản phẩm của họ. Chế độ thuộc địa chỉ đem lại lợi ích cho một số ít người, đại diện cho không đến 0.5% dân số. Chỉ có 6 hoặc 7 ngàn người Việt Nam có đất ruộng quan trọng, vài nghìn quan chức Việt Nam, và tất nhiên bọn thực dân làm đủ mọi cách để nhận lấy những gì đến từ nước Pháp. Bắc Kỳ chấp nhận quy chế bảo hộ từ thập kỷ đầu của thế kỷ 20. Một vị công sứ cao cấp ở Hà Nội thực hiện quyền hành dưới danh nghĩa phó vua Việt Nam, trung kỳ dưới chế độ bảo hộ gián tiếp. Ở Huế có ngai vàng của nhà vua là kinh đô, nhưng mọi quyền hành được phân định bởi người Pháp. Nam Kỳ thuộc sở hữu của người Pháp, có một quan cai trị thuộc địa. Ở Nam Kỳ, người dân phụ thuộc vào các cấp chính quyền của người Pháp nhiều hơn hệ thống quan lại, nên càng chịu ảnh hưởng nước Pháp nhiều hơn. Qua nhiều năm, Nam Kỳ trở nên giàu có hơn ở miền Bắc, ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Những địa chủ chiếm ít hơn 0.5 hecta đại diện cho 68,5% dân số, còn ở miền Nam chỉ có 33,6% dân số chiếm ít hơn 0.5 hecta. Năm 1930, ở trên toàn Đông Dương, có 6.530 địa chủ chiếm hơn 600 hecta thì tất cả đều ở miền Nam. Có 8.600 dân giàu có là những người có thu nhập hơn 5.500 đô la mỗi năm ở thời điểm đó, thì 8.200 ở miền Nam. Nước Pháp theo đuổi một chính sách giáo dục để đồng hóa người Việt Nam hòng gắn chặt với nước Pháp. Nhưng trong số 50% dân số miền Nam thì hơn một nửa có quốc tịch Pháp. Dù sao cái hàng rào ngăn cách miền Bắc và miền Nam là thiên tạo, nhưng truyền thống và phong tục miền Bắc cũng rất giống với phong tục tập quán miền Nam. Có lúc nào đó, người dân miền Nam tỏ ra nông nổi ấu trĩ đối với những người láng giềng, cho rằng họ hung hăng, khiêu khích, hằn thù, xảo quyệt và thích chính trị. Nhưng trước hết và trên hết, vẫn còn đó những người Việt Nam kiên nhẫn chia sẻ chung với miền Bắc một cái di sản và một quá khứ, cùng dùng chung một ngôn ngữ và cùng một hận thù chống bọn can thiệp và đô hộ nước ngoài. Vì bỏ qua cái thực tế quan trọng đó nên đã dẫn đến cái chết và niềm thất vọng của hàng triệu con người. Nước Pháp cũng như mọi thế lực thực dân khác đều kèm theo chế độ thuộc địa những khái niệm mới về tôn giáo, văn hóa và hành chính cho nhân dân bị đô hộ. Đối với người Việt Nam, tín ngưỡng là một sự xúc phạm, văn hóa khác là một thứ không cần thiết. Họ vốn có tất cả từ xa xưa, trước cả chính nước Pháp. Trái lại, một số hiểu biết cần thiết không được nước Pháp coi trọng, như tiếp xúc với y học, pháp luật, kinh tế, ngoại giao và kỹ thuật công nghiệp. Nước Pháp đã xây dựng một nhà thờ lớn Neo-Gothic ở Hà Nội và một nhà hát lớn, một đáp lại nhỏ nhoi của lâu đài Garnier có thể biểu diễn vở Berlin và Bizet. Họ xây dựng một nhà hát ở Sài Gòn để biểu diễn các vở của Racine và Molière. Họ khai thông những đường phố lớn để cải tạo hai thành phố lớn này như phố phường ở Paris. Họ mang đến rượu và điện
những trò trụy lạc và tiêm chủng, những thư viện, những bếp lớn, bẫy chuột, xe hơi và báo chí, cũng như những dụng cụ của hàng ngàn người Việt Nam làm thợ nề, thợ mộc, đầu bếp, làm vườn, người giúp việc, vú em, rửa bát để cung cấp cho những người trông nom biệt thự của họ xây dựng nên. Khốn nỗi, người Pháp lại mang theo họ cái tầm nhìn cấp trên, tính ngạo mạn đối với người bản xứ. Họ tin rằng đã làm đúng khi đưa tới đây một lối sống châu Âu và coi đó là một phần thưởng không cần tổng kết. Nếu họ thấy được những chuyện họ đã làm gây nên nợ nần chồng chất trong chính cuộc sống của họ mà không phải trong người dân thuộc địa thì chắc chắn họ có thể tránh được những hậu quả tiếp theo sau này. Thời đại và chân giá trị đã thay đổi. Ngày nay thật dễ dàng lên án bọn thực dân, nhưng cũng cần hiểu rằng họ đã thể hiện một đầu óc lớn lao về kinh doanh. Khi bỏ nước Pháp ra đi với hai bàn tay trắng đến một đất nước xa xôi, nhiều người đã lao động cật lực. Họ phải cố gắng thích ứng với một khí hậu khắc nghiệt làm hao tổn sức khỏe của họ. Họ có nguy cơ nhiễm các bệnh nhiệt đới vô cùng đa dạng. Họ đã chấp nhận xa gia đình trong nhiều năm và trải qua 2 năm trên biển cả để đến được Việt Nam. Mặc dù vậy, họ đã làm được nhiều việc. Ví dụ, người ta chưa thấy hết lợi ích của việc đào tạo chuyên gia. Nước Việt Nam thuộc địa chỉ có 2 bác sĩ cho 100.000 dân, so với Philippines là 25, Nhật Bản là 16. Hơn nữa, mẫu quốc đã tỏ ra rè rặt trong việc chi tiêu ngân sách để cai trị thuộc địa. Do vậy, tiến bộ thật sự chậm chạp và hầu như không nhìn thấy. Nhân dân Việt Nam nhận biết nhiều tật xấu của chế độ thuộc địa Pháp đối với bản xứ, vì họ đâu phải ngớ ngẩn mặc dù nghèo và thất học. Sự chống đối ắt là không tránh khỏi. Năm 1908, sau khi các nhà hoạt động yêu nước bị bắt giam hàng loạt, Hội Phụ Quốc Việt Nam ra đời. Đó là một tổ chức vô chính phủ, quá tập trung, chẳng có tác động gì lâu dài. Năm 1927, một đảng dân tộc của Việt Nam, Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập ở Bắc Kỳ do một thầy giáo 23 tuổi Nguyễn Thái Học lãnh đạo. Đảng tổ chức một cuộc bạo động vũ trang trong các đồn lính Pháp, hy vọng đuổi được bọn Pháp đi. Nhưng đến ngày thực hiện lời kêu gọi, binh lính Việt Nam giết sĩ quan Pháp, rồi lại bị họ giết hết ngày hôm sau. Trong vụ khủng bố tiếp theo, hàng trăm người bị giết, hàng nghìn người khác bị bắt giam. Còn Nguyễn Thái Học và 12 nhà lãnh đạo khác bị bắt và xử tù. Việt Nam Quốc Dân Đảng thực tế đã bị phá vỡ ở Việt Nam, nhưng còn tiếp tục tồn tại 15 năm ở Trung Hoa hoạt động lưu vong dưới sự yểm trợ của những nhà cách mạng dân tộc ở Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 1929, có 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. Một do Trần Văn Cung sáng lập gọi là An Nam Cộng sản Liên đoàn. Một đảng khác được thành lập năm 1925 gọi là Thanh niên Cách mệnh Đồng chí hội. Đảng này tập hợp ngay được một nhóm ở Trung Kỳ tháng 5 năm 1930 để chống lại nạn đói đang hoành hành ở miền Trung. Những người Cộng sản tổ chức một cuộc nổi dậy của nông thôn trên diện rộng. Xô Viết được thành lập trong nhiều tỉnh ở Trung Kỳ. Các địa chủ và quan chức Việt Nam làm việc cho Pháp đều bị giết. Pháp nắm lại quyền kiểm soát Trung Kỳ mùa xuân năm 1931. Trong 2 năm 1930 và 1931, 699 người Việt Nam bị bắt không xử án, 83 người bị xử tử, 546 bị giam tại chỗ và khoảng 3.000 người bị bắt đến các trại tập trung. Quan toàn quyền công bố với nhân dân Pháp với giọng lạc quan, chủ nghĩa cộng sản có đủ lực lượng chống lại trật tự công cộng đã biến khỏi Việt Nam. Đến cuối năm, đảng phải lúc khoái trào. Trong đảng có khuynh hướng lầm lẫn địch ta. Hoạt động có lúc nhằm vào dân, có lúc nhằm vào bọn thực dân. Mặc dù phong trào yêu nước đang trong tình trạng khó khăn, những người cộng sản vẫn giữ thế tấn công vì họ càng lúc càng đoàn kết và được tổ chức tốt hơn để chuẩn bị tiếp tục đấu tranh. Ở Hồng Kông năm 1930, do mật thám Pháp đưa tin, Nguyễn Ái Quốc, tức là Hồ Chí Minh, bị người Anh bắt giam 2 năm nhưng đã quá muộn. Tháng riêng, ông đã tổ chức được một hội nghị thống nhất 3 nhóm cộng sản và thành lập một đảng mới, Đảng Cộng sản Đông Dương ở Hôn Minh, đồng thời có chân ở Thái Lan và Malaysia. Ông xuất bản một tờ báo mới của đảng, Tờ Tiến Lên. Tờ báo trở thành tiếng gọi đoàn kết binh lính ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức ở trong nước và ngoài nước. Đảng chia đất nước thành 3 miền, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, rồi đến các khu, tỉnh và huyện. Đảng tập hợp những người có cùng lợi ích chung, nông dân, công nhân, sinh viên, phụ nữ, người già. Ở nước ngoài có đại diện ở Côn Minh và ở phía đông đến Thượng Hải. Sự trong sạch của chủ nghĩa, sự gắn bó với tổ chức, kỷ luật sắt và lời thề danh dự không phản bội tạo thành một mẫu mực của đảng để
để thử thách với thời gian mà không có thay đổi lớn. Cuối năm 1931, có khoảng 1.500 đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng có đến hàng chục ngàn người cảm tình đảng. Người Pháp rất dè chừng những người yêu nước Việt Nam, vì người Việt Nam rất căm thù thực dân Pháp, trong khi những người Cộng sản được tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm minh và hứa hẹn với nhân dân sẽ có những biện pháp hữu hiệu để khắc phục bất công. Năm 1932, hòng xoa dịu phong trào. Người Pháp cho ra đời một đảng chính trị đầu tiên tổ chức ở Sài Gòn. Đảng mới xây dựng đã chịu ảnh hưởng của một tổ chức tôn giáo nhỏ, giáo phái Cao Đài. Giáo phái này từ chối hoạt động chính trị và đảng cũng biến mất. Trong những năm trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, Đảng Cộng sản Đông Dương là tổ chức cách mạng duy nhất ở Việt Nam mà đảng viên có kỷ luật và lý tưởng nghiêm chỉnh. Họ đại diện cho lực lượng mạnh nhất của phong trào đấu tranh đòi độc lập. Năm 1936, sau khi chính phủ mặt trận bình dân ở Pháp chấp nhận một số quyền dân chủ cho nhân dân thuộc địa, bộ máy của Đảng Cộng sản hoàn toàn được xây dựng lại, tuyên truyền rộng rãi ảnh hưởng trong tầng lớp trí thức, giai cấp công nhân, nông dân và tổ chức ra mặt trận. Ở Bắc Kỳ, Đảng hoạt động dưới danh nghĩa Mặt trận Dân chủ Đông Dương do hai nhân vật chưa ai biết lúc bấy giờ, Phạm Văn Đồng, Thủ tướng tương lai, và Võ Nguyên Giáp, Đại tướng tương lai, lãnh đạo. Du nhập vào Việt Nam, chiến tranh và tính chất dân tộc. Nhân dân Việt Nam là một dân tộc có tác phong công nghiệp, thông minh và dũng cảm, nhưng mà thể hình bé nhỏ. Đàn ông cao trung bình 1,55m và cân nặng 54-58kg, đàn bà nhỏ nhắn hơn, ít người cao quá 1,45m và cân nặng không quá 45kg. Nhân dân gần 90% dân tộc người Việt cũng như người miền Nam Trung Quốc, đó là người Mông Cổ. Còn lại là 10% là những dân tộc bị người Việt đẩy ra khỏi vùng châu thổ và bắt buộc sống trên vùng rừng núi. Các dân tộc này còn bé nhỏ hơn người Việt, người Pháp gọi là dân miền núi. Những năm 30, có khoảng 1 triệu người gồm khoảng 33 họ tộc như Rai, Ede, Nùng, Mèo, Thái. Người Thái có Thái trắng, Thái đen, ngày xưa phân biệt bằng màu sắc váy của phụ nữ Thái. Miền Nam có 12-13 triệu dân, trong số đó có 1 triệu là người Trung Quốc, 350.000 người Campuchia và từ 500-750.000 người miền núi. Miền Bắc cũng phân bố dân số tương tự như miền Nam với tỷ lệ người Trung Quốc và người miền núi tương đương. Những bộ tộc người miền núi sống hoang sơ, người Việt Nam cho rằng họ thuộc thời kỳ đồ đá. Ở phía Bắc, họ nói tiếng gốc Trung Quốc, trong khi ở phía Đông Nam, họ nói tiếng gốc Môn Khmer, với một số từ vay mượn của Trung Quốc. Các tộc họ này gắn với linh hồn, đồ vật họ thờ cúng. Lúc ban đầu, tiếng Việt rất lạ tai đối với người phương Tây, một loại ngôn ngữ nghe như tiếng chim ríu rít, âm họng, mũi, khàn, viết cùng một dạng chữ với người Trung Quốc, có đến hàng nghĩa từ. Năm 1627, một vị giáo mục, cha Alexandros, đã đến Việt Nam trong một phái đoàn tôn giáo ở Nam Kỳ, hay đúng hơn ở phái phố, một chi nhánh của Bồ Đào Nha. Ông học tiếng Việt vài tháng, và sau hơn một hoặc hai năm, ông đã chuyển chữ Nôm thành chữ quốc ngữ thành công bằng cách dùng chữ Latin. Ngày nay, người phương Tây có thể đọc tiếng Việt được nhưng phát âm khá phức tạp. Hơn nữa, một số từ có đến 7 nghĩa tùy theo lúc sử dụng và lúc cần nhấn mạnh. Về tổng thể, Việt Nam có một số vấn đề đặc hữu cần dùng nhiều dự án lớn. 90% lao động phải làm việc để nuôi sống phần còn lại của dân số. Về địa lý, 2/3 đất nước là rừng núi, chỉ còn 5% đất đai trồng trọt được, gần như ít ruộng cày cấy được nhất trong các nước trên thế giới. Còn 75% dân số ở châu thổ sông Hồng dưới thời thuộc Pháp. Châu thổ cũng là nơi có nhiều địa chủ nhất châu Á. 98% nông dân cày cấy ruộng của họ, nhưng 60% tá điền không có đến nửa hecta. Trong nửa thứ hai của thế kỷ 20, hàng ngàn người bị đàn áp và bị giết vì đấu tranh chống bất công này. Trong những năm 30, tôn giáo có vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhân dân Việt Nam. Tuy vậy, Thiên Chúa giáo là một sản phẩm nhập cảng, nhân dân không tin tưởng. Đến năm 1850, các con chiên đều bị khắc chữ tà đạo và má trái bằng sắt nung đỏ. Gần 10% dân số theo đạo Thiên Chúa, phần lớn là dân miền Bắc. Trong những năm 50, khi Ngô Đình Diệm chiếm quyền tổng thống miền Nam, mới làm đảo lộn vị trí đạo Thiên Chúa ở miền Nam. Đạo Phật thì tự thân có mâu thuẫn. Một mặt đối với chính trị không có gì quan trọng, nhưng mặt khác đối với thân phận con người lại rất quan trọng, đó là quan hệ chính trị. Trong những năm tiếp theo, chính sách của Tổng thống nên Phật giáo mới xâm nhập vào đời sống chính trị ở miền Nam.
đó là nơi chàng trai Võ Nguyên Giáp trưởng thành. Nhìn chung, mỗi người đều lo công việc của mình theo phong tục truyền thống, vâng lời, trật tự, tự lập, gia đình, tươi cười và lễ phép. Nhưng trong dân chúng tiềm ẩn một lòng căm thù sâu sắc, yêu cầu dùng cách mạng bạo lực để đấu tranh đòi hỏi một nền độc lập mà nhân dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi hợp pháp. Đối với người Việt Nam, lịch sử không phải là cơn ác mộng làm cho họ phải thức giấc, mà đó là món quà dâng lên tổ tiên, đó là sự hiện diện của tổ tiên. Tổ tiên đã đấu tranh cho độc lập, con cháu sau này cũng phải tiếp tục chiến đấu như vậy để khỏi phụ lòng tin của tổ tiên. Niềm tin ấy, cộng với lòng yêu nước, sự tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, đã hình thành một quyết tâm lạ kỳ, một trí tuệ chiến thắng trong một tổ hợp không thể dập tắt được. Chương 5. Người Pháp quay trở lại. Nếu nổi dậy là một nghệ thuật, thì nghệ thuật ấy có mục đích tạo cho cuộc đấu tranh một hình thức phù hợp với địa vị chính trị. Võ Nguyên Giáp. Lịch sử Việt Nam chỉ là một dãy dài những cuộc náo động, quân đội tiến và lùi. Những đợt sóng binh sĩ vây máu nối tiếp nhau vỗ vào lũy tre làng, đập vào hòn đá tảng của giai cấp nông dân hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa, để lại phía sau những xác người và động vật, những bát cơm vơi đi, binh sĩ ngã xuống như một giấc mơ và chỉ xuất hiện lại ở thế hệ mai sau. Một cơn ác mộng tái diễn và mờ mờ ảo ảo bất ngờ xuất hiện trong một đêm sâu. Theo dòng tuổi tác, người Việt Nam đã biết giáo, gươm, súng trường, súng máy và lựu đạn. Trong vòng 30 năm lại đây, họ có thể bị giết hoặc bị thương vì mìn nhảy, lựu đạn có cánh, bom sát thương, napalm, tên lửa và tên lửa điều khiển bằng laser. Và họ cũng có thể bị tiêu diệt vì loại mìn mặt đất có thể di chuyển cả những quả núi và đẩy đi ở độ cao 10.000 mét trong bầu trời xanh, sáng sủa và im lặng. 300 năm trước, nước Việt Nam bị chia thành hai hoặc ba phần, chia thành hai khoảng năm 1600 và thành ba trong thời kỳ các triều vua Tây Sơn 1788-1802, được thống nhất đầu thế kỷ 19 để rồi lại bị người Pháp xâm chiếm Nam Kỳ trước tiên, và những năm sau họ áp đặt cho các tỉnh giàu có này một chế độ đô hộ khác với Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Khi đề cập đến tương lai của Đông Dương cũng như là của Việt Nam, đồng minh quyết định cắt từ vĩ tuyến 16 trở lên trong kế hoạch chờ đợi những quy định tiếp theo. Những người họp hội nghị Potsdam tháng 7 năm 1945 hy vọng các vùng bị bảo hộ sẽ nhanh chóng giành được độc lập, còn miền Nam trước mắt vẫn giữ nguyên chế độ thuộc địa và sẽ giành độc lập sau. Những quyết định của hội nghị Potsdam bắt nguồn từ ác cảm sâu sắc của Tổng thống Roosevelt đối với chế độ thuộc địa. Niềm tin này không phải căn cứ vào thực tế sinh động của thế giới trong những năm 40, mà vì một nguyên tắc cơ bản của chính sách ngoại giao xuất phát từ cuộc nổi dậy chống quân Anh trước đây 150 năm. Không hiểu hết sự bất bình đối với quyết định của ông, Roosevelt đã biếu Việt Nam cho Tưởng Giới Thạch, người lãnh đạo phong trào dân tộc Việt Nam. Quà tặng bị từ chối một cách nhã nhặn. Tưởng nói rằng, người Việt Nam không phải là người Trung Quốc, họ luôn khác hẳn chúng tôi, họ luôn nuôi chí căm thù lịch sử, họ không bao giờ hòa nhập vào Trung Quốc và sẽ khó khăn cho việc cai trị họ. Về phía mình, sau khi quân Đức rút đi, tướng De Gaulle đã thành lập được một chính phủ lâm thời ở Paris. Miễn cưỡng, ông chấp nhận ý tưởng chia cắt Đông Dương, nhưng không nghi ngờ gì về tương lai của Đông Dương. Người Pháp sẽ quay lại ngay sau khi người Nhật rút đi. Trong thời gian Đức xâm chiếm châu Âu, những thuộc địa của Pháp là mồi ngon cho quân Nhật. Sau những trận đánh dồn dập ở Thái Bình Dương, quân đồn trú Nhật Bản được nhiều năm sung sướng, nhàn nhã. Nhưng chiến tranh ở châu Âu kết thúc, những quân đồn trú này phải chịu đựng toàn bộ sức nặng của một cuộc tấn công tổng lực của quân đội đồng minh. Quân Pháp không được tiết lộ về vũ khí nguyên tử cầu viện. Một khi người Nhật bị bại trận, các đội quân Nhật rút đi, nước Pháp tuyên bố quyền sở hữu đối với các thuộc địa trước chiến tranh. Biết rằng quân Trung Quốc không dễ dàng chấp nhận sự có mặt của quân Pháp ở Đông Dương như người Mỹ, De Gaulle đành chịu để cho quân Tưởng vào Bắc Kỳ, Trung Kỳ và quân Anh vào Nam Kỳ để giám sát quân Nhật rút lui. Vào lúc này, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Võ Nguyên Giáp cùng binh sĩ của ông vượt cầu Du Me, tức là cầu Long Biên, cái cầu nhô lên trên mặt nước đỏ nâu của sông Hồng và tiến vào Hà Nội. 30.000 lính Nhật đang đóng quân trong thành phố và vùng Ven Đô không cản trở. Họ biết rằng cuộc trở về của đoàn quân sẽ có thể làm tăng thêm tình trạng hỗn độn của thành phố, vì đoàn quân sẽ kích động và hướng dẫn toàn thể nhân dân nổi dậy chống lại các lực lượng nước ngoài,
bọn chiếm đóng Nhật Bản cũng như các quan chức mất tinh thần cuối cùng của chính quyền Pháp. Trước hết, vì nhân dân muốn được làm chủ đất nước. Hàng ngàn người xuất hiện trên các đường phố lân cận và phá tan hàng rào của Bắc Bộ Phủ, chỗ ở cũ của công sứ Bắc Kỳ. Võ Nguyên Giáp kể, cuộc nổi dậy được nhanh chóng mở rộng và trong khoảng 10 ngày, chính quyền của thuộc địa và phong kiến không còn nữa. Các đội quân trở thành những đơn vị của giải phóng quân, của các lực lượng tự vệ và vô số đội du kích. Cách mạng đến như một luồng gió xoáy. Nỗi nhục nhã và nỗi đau của cuộc đời nô lệ hầu như bị quét sạch hoàn toàn trong 3 ngày. Chính quyền cách mạng thật kỳ lạ, nó làm cho nhân dân sống lại. Đêm qua, thành phố còn bị tê liệt vì đói, vì dịch bệnh và sợ hãi. Giờ đây, mỗi đường phố, mỗi ngõ chật ních người. Hàng nghìn người biểu tình trên các đường phố cách mạng được thành lập. Chính quyền nhân dân cách mạng được thành lập, trộm cắp biến mất, không tìm thấy người ăn xin. Rất nhiều lá cờ đỏ sao vàng tô thắm màu hồng sáng chói nhà cửa và đường phố. Cách mạng thật sự là ngày hội của những người bị áp bức. Đó là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin trong một nước thuộc địa và nửa phong kiến. Sự náo động say sưa ấy không chỉ vì việc giải phóng khỏi ách bóc lột dai dẳng của chính quyền Pháp và sự chiếm đóng ngu xuẩn của đội Nhật mà còn bắt nguồn từ sự hoảng sợ. Vì miền Bắc đang khổ sở vì nạn đói khủng khiếp, quân Nhật quyết định tống giam các viên chức người Pháp chịu trách về công tác thủy lợi, đặc biệt dọc theo bờ sông phía nam Hà Nội, để việc trông coi mực nước vào tay những công dân Việt Nam thiếu kinh nghiệm. Những trận mưa lớn đến, họ mở cống rộng quá, hàng núi nước vượt qua đê không được củng cố giữ gìn chú đáo, phá hoại hết ruộng đất, hủy hoại hết mùa màng của 8 tỉnh trong 14 tỉnh ở miền Bắc bị ngập lụt. Nạn đói đã cướp đi mạng sống của 500-600.000 người. Giá gạo tăng quá mức, đặc biệt ở Hà Nội, và nhân dân không bao giờ được ăn no, nằm chết đói trên đường. Giáp viết, nước lên cao trên tất cả các sông ngòi. Các con đê do chính quyền thuộc địa bỏ mặc đã bị dòng nước phá hủy. 6 tỉnh của vùng châu thổ, vựa lúa của miền Bắc Việt Nam bị ngập lụt. Tình trạng hỗn độn là không tránh khỏi. Một mặt những viên chức người Pháp đang tiếp tục bị giết trong các trại giam. Còn mặt khác, người Nhật coi như người điều hành đất nước lại trong trạng thái mơ hồ, không có sự lãnh đạo của Tokyo. Hai quả bom nguyên tử ngày 6 và 9 tháng 8 đã kết liễu chính quyền ở đó. Điều phải làm hiện nay là đưa Việt Minh lên nắm chính quyền hợp pháp để lấp chỗ trống trước khi bọn Nhật hoặc quân đồng minh có thời gian hoạt động. Về đến Hà Nội, sau khi bố trí xong các quân đội, Giáp đến ở nhà một người cảm tình ở phố Hàng Ngang. Ở đó Giáp được tin Hồ Chí Minh đang trên đường về Hà Nội do một phân đội biệt động Quang Trung của giải phóng quân hộ tống, nhưng phải nằm trên cáng vì tình trạng sức khỏe kém. Trước đây ít lâu, Giáp đã có một đêm thức bên cạnh Hồ Chí Minh, nằm trên giường bệnh bằng tre trong một cái lán nhỏ ở Tân Trào, và bây giờ ông đang trở về Hà Nội. Giáp kể, Hồ Chí Minh đã một mình bôn ba khắp các miền của trái đất sau khi rời khỏi cái nhà tranh nhỏ ở Kim Liên, cách Hà Nội 300 km. Ông phải mất hơn 30 năm mới đến được Hà Nội. Vài ngày trước đây, Hà Nội chỉ có chợ đen, cuộc sống rất bấp bênh, không có đủ xe bò để chờ người chết đói đi chôn chung vào những hố ở vùng ngoại ô. Ngoài các cửa ô, từng đoàn người bị đói từ nông thôn kéo vào. Họ không đứng vững trên đôi chân, cuộc sống như chiếc lá vàng trên cây mùa đông. Chỉ cần người cảnh sát đẩy nhẹ là họ đổ xuống và không bao giờ đứng dậy được nữa. Hôm sau, ngày 19 tháng 8 năm 1945, trong khi các quan Nhật vênh váo lượn quanh khách sạn Metropole, vừa đi vừa gõ roi ngựa vào đôi giày da, đã hết hy vọng về mệnh lệnh từ Tokyo và binh sĩ của họ vừa hút thuốc lá vừa chờ đợi, thì trong các trại lính gần thành nội, nơi đồn trú của lính Pháp trước đây, thì cụ Hồ Chí Minh nắm quyền kiểm soát Việt Nam và thành lập chính phủ đầu tiên của cụ. Hy vọng người Pháp chấp nhận một sự đã rồi và có thể tập hợp những nhóm yêu nước khác nhau dưới sự lãnh đạo của cụ. Cụ Hồ Chí Minh đã mời vào chính phủ những thành viên không Marxist, độc lập và Thiên Chúa giáo. Võ Nguyên Giáp được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bộ quan trọng nhất, chịu trách nhiệm phát hiện nguyên nhân của những vụ lộn xộn và bắt đầu cải tạo xã hội theo những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản. Hết chiến tranh, cụ Hồ muốn đưa Giáp vào con đường hoạt động chính trị. Chu Văn Tấn, người chỉ huy đội cứu quốc quân, đang chỉ huy một phân đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 2 tháng 9, trước vài trăm ngàn người,
gồm một nửa dân số thành phố ồn ào và náo nhiệt, tập hợp ở quảng trường Ba Đình. Trên lễ đài, cụ Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, nhắc lại những câu nói lịch sử của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ: mọi người có quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Cụ đã yêu cầu một người lính Mỹ của OSS viết vào một mảnh giấy cho cụ. Võ Nguyên Giáp đọc một bài diễn văn dài về những vấn đề chính trị, kinh tế và những vấn đề khác, đề cập cả đến những chính sách đối ngoại, nhấn mạnh đến quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và Liên Hợp Quốc. Giáp còn nói thêm, Mỹ là người bạn tốt của Việt Nam. Sau này, Giáp đã tả cảnh này. Hà Nội tưng bừng máu đỏ, một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Cờ bay đỏ những mái nhà, đỏ những rặng cây, đỏ những mặt hồ. Biểu ngữ bằng các thứ tiếng Việt, Pháp, Anh, hoa trăng khắp các đường phố. Nước Việt Nam của người Việt Nam, độc lập hay là chết, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các nhà máy, những hiệu buôn to nhỏ đều nghỉ việc, chợ búa không họp. Mọi hoạt động buôn bán, sản xuất của thành phố tạm ngưng. Đồng bào thủ đô, già, trẻ, gái trai đều xuống đường. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị chủ tịch của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã ra mắt đồng bào như một lãnh tụ đầu tiên xuất hiện trước đông đảo quần chúng. Đó là một cụ già, gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội chiếc mũ đã cũ, mặc áo kaki cao cổ, đi dép cao su trắng. 24 năm làm chủ tịch nước, trong những ngày lễ lớn của dân tộc, trong những cuộc đi thăm nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất hiện với một hình ảnh giản dị không thay đổi. Vẫn bộ quần áo vải trên ngực, không một tấm huy chương, y như lần đầu bác đã ra mắt đồng bào. Ngày 7 tháng 9, sau nhiều cuộc thảo luận với Giáp xung quanh một ngọn lửa trại, cụ Hồ đổi tên Giải phóng quân thành Vệ quốc đoàn, Quân đội nhân dân và tuyên bố thành lập một bộ tổng tư lệnh gồm những sĩ quan ưu tú và phụ trách việc điều hành toàn bộ quân đội. Bộ tổng tham mưu này phải thống nhất, bí mật, linh hoạt, chính xác và nhanh chóng, đủ sức đánh bại mọi kẻ thù. Có 3 bộ phận riêng biệt. Một tổng cục chính trị thực hiện sự lãnh đạo trực tiếp chặt chẽ mọi mặt đời sống quân sự của Đảng, tổ chức hệ thống chính trị viên ở mọi cấp chỉ huy cho đến trung đội. Một bộ tổng tham mưu bao gồm các cơ quan huấn luyện, kế hoạch tác chiến và thông tin liên lạc. Một tổng cục hậu cần bao gồm vận tải. Lúc đầu chưa có xe thì dùng phương tiện bằng tay và cung cấp thực phẩm, vũ khí và trang bị, kể cả sửa chữa cùng với công tác quân y. Ngày 8 tháng 9, một hệ thống giáo dục quần áo, tức là bình dân học vụ, ưu tiên 2, được thành lập để chuẩn bị cho nhân dân đi vào cuộc sống mới. Nhiệm vụ là giáo dục cho đại đa số quần chúng, cơ sở, tinh thần yêu nước. Từ trước đến bây giờ, mục đích chính của tuyên truyền là làm cho quần chúng nổi dậy đồng loạt, còn hiện nay là thấm nhuần việc thành lập một quốc gia cộng sản. Mao Trạch Đông đã công bố lý luận cơ bản. Phải thuyết phục dần dần quần chúng bằng kết hợp với khủng bố tinh thần, vừa hăm dọa, vừa thuyết phục và dùng áp lực số đông. Việc lãnh đạo không có gì quan trọng như những giải quyết đầu tiên đấy. Người Việt Nam cũng có những giải quyết đấy, nhưng không thiếu sự lãnh đạo mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Phải nghĩ đến bao nhiêu việc, phải lo đến bao nhiêu vấn đề cẩn trọng. Những tuần đầu tiên hết sức bận rộn. Nói cách khác, cụ Hồ Chí Minh hết sức lợi dụng những điều kiện đó, còn quân Nhật hết sức sung sướng, được rời bỏ mảnh đất này. Giáp nói rằng, bọn chỉ huy Nhật không muốn dùng quân của họ để lập lại trật tự, và họ không đủ khả năng quan tâm đến chỗ trống mà quân Pháp để lại khi ra đi vì chính bọn họ gây nên. Nắm lấy thời cơ, chính phủ Hồ Chí Minh tổ chức ấn định các quy tắc, thành lập cảnh sát đầu tiên áp dụng các luật lệ và xây dựng cơ sở của xã hội. Cụ Hồ dành cho dân tộc miền núi một số đại biểu trong Đại hội Quốc dân. Sau đó, khoảng chục ngàn người trong số họ được gọi về Hà Nội để nhận một tổ chức. Họ sẽ trở thành thầy giáo, bác sĩ và chuyên gia chính trị